Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đồng chí trai gian dâm đồng chí gái và tin đồn Thượng Mã Phong, tấm gương của chế độ. Không một người dân Việt Nam nào không nghe ra giả câu nói học tập và làm theo tấm gương của đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng Cộng sản Việt Nam đã dùng tiền thuế của người dân để tổ chức việc học tập tốn kém này hàng ngàn tỷ đồng nhằm rèn luyện đạo đức cho đảng viên và cán bộ. Nhưng tại sao đạo đức cán bộ vẫn ngày một xuống cấp rất nghiêm trọng? Tính tham lam và xấu nhưng chưa phải là tội. Tuy nhiên, để tính tham lam điều khiển hành động tham lam ăn cắp tiền thuế của dân thì đấy không những vi phạm đạo đức mà còn vi phạm pháp luật. Sau bao nhiêu năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì hiện nay cái lò ông Nguyễn Phú Trọng đốt không xuể thành phần tham trong bộ máy của nhà nước và của đảng. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng còn duy trì kiểu học tập tốn kém và vô dụng đấy nữa hay không, và sẽ duy trì được đến bao giờ. Đến hình ảnh một trường hợp đồng chí trai gian dâm với đồng chí gái đã rất lâu chết. Về đạo đức thì có thể nói quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng xuống cấp. Đồng chí trai gian dâm với đồng chí gái mọi nơi như có thể. Đạo đức xã hội vốn đã xuống cấp nhưng tốc độ xuống cấp của nó còn không nghiêm trọng bằng sự xuống cấp về đạo đức của các quan chức trong đảng và nhà nước. Vào khoảng 13 giờ ngày 5 tháng 6, một đồng chí cảnh sát giao thông đã rơi từ tầng 10 xuống đất, chết ngay tại chỗ. Sự việc diễn ra tại chung cư Tiến Bộ thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nguyên nhân là đồng chí trai nhiều lần đến nhà đồng chí gái là phó bí thư đoàn phường tại thành phố Thái Nguyên để mây mưa. Bất chợt đồng chí chồng của đồng chí gái về nhà và đồng chí tình địch đã đu dây leo từ tầng 11 xuống tầng 10 và tuột dây rơi lầm xuống tử vong. Vụ án này đã làm xôn xao cộng đồng mạng bởi tính chất đạo đức xuống cấp của giới đảng viên. Vì thế báo chí đăng tin nhưng giấu tên như là bảo vệ bộ mặt cho đảng vậy. Vào ngày 12 tháng 6 tại Ủy ban xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, một đồng chí trai đang làm chức chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Mỹ đã gian dâm với đồng chí gái là chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thành Mỹ ngay tại trụ sở của Ủy ban nhân dân xã giữa ban ngày và bị chồng đồng chí trai tổ chức đánh ghen ngay tại nơi hành lạc. Đạo đức xuống cấp đến mức họ hành sự ngay những nơi thuộc về công cộng, thuộc về nơi cơ quan nhà nước. Đây là hình ảnh đồng chí trai với đồng chí gái hành lạc tại cơ quan và bị đánh ghen. Đấy là những gì đang diễn ra. Những đồng chí trai gian dâm với đồng chí gái rất nhiều nhưng bị bắt quả tang là rất ít. Mà những vụ bắt quả tang được đưa lên mạng xã hội hoặc đưa lên báo lại càng ít hơn so với thực tế. Vậy nên những gì đang diễn ra chỉ là một phần rất nhỏ nổi của tảng băng chìm khổng lồ. Vấn đề đạo đức trong giới quan chức xã, huyện, tỉnh và trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuống cấp thảm hại. Chuyện đạo đức xã hội xuống cấp nó không chỉ xảy ra ở cấp cơ sở như xã, phường, mà từ tỉnh, trung ương cũng không nằm ngoài quy luật đó và dường như ngày một phát triển. Vụ án một đồng chí trai 52 tuổi đến chơi nhà đồng chí gái lớn hơn 4 tuổi bất ngờ bị tắt thở vì đột quỵ là một nghi ngờ lớn cho xã hội. Vụ án này gây xôn xao dư luận ở tỉnh Vĩnh Phúc, mà theo khảo sát của tờ Thời báo .de, người dân tin rằng đồng chí trai ấy chết vì Thượng Mã Phong. Để dập tắt nghi ngờ, chính quyền cho rút bài báo đăng về trường hợp tử vong thì người dân lại càng nghi hơn. Họ còn cho rằng khả năng xảy ra rủi ro Thượng Mã Phong càng cao, mặc dù là bài báo có ghi chú đồng chí gái vắng nhà. Để dập tắt tin đồn thì chỉ có minh bạch, nhưng việc rút bài báo cho thấy chính quyền đã không minh bạch trong vấn đề này với người dân. Thượng Mã Phong chính là hiện tượng người đàn ông bị đột tử khi đang hành lạc. Mà giả sử đồng chí trai có bị Thượng Mã Phong thật thì chính quyền cũng sẽ giấu tới cùng, vì nếu đưa ra lý do này chẳng khác nào chính quyền tự thú về vấn đề đạo đức của các quan chức trong đảng và chính quyền. Đây là hình ảnh trường hợp đồng chí trai đột tử khi đến chơi tại nhà đồng chí gái bị dân cho là Thượng Mã Phong. Cũng có người nhận xét với tờ Thời báo .de rằng vấn đề xuống cấp về đạo đức của giới quan chức giải đều từ trung ương đến cơ sở. Tuy nhiên trung ương được báo chí che đậy nên thấy ít hơn, còn cơ sở thì không được cái may mắn ấy nên người dân thấy những đồng chí có chức vụ bé vướng vào các vụ scandal
nhiều hơn những đồng chí có chức vụ cao. Thông tin trên mạng xã hội cũng bình luận rằng đạo đức của Đảng xã hội Cộng sản đã xuống cấp nghiêm trọng đến mức không còn thuốc chữa. Không biết nhận xét này có hợp với nhận xét của số đông hay không. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin uẩn khúc gì quanh chuyện quan chức ngỏm tại nhà bí thư tỉnh. Bệnh đột quỵ là một bệnh khó lường, một người đang khỏe bỗng chốc ngã khịu xuống, nếu không được cứu chữa kịp thời thì rất có thể sẽ mất mạng. Chuyện quan chức hay thường dân bị đột quỵ là không có gì xấu, nó là chuyện bình thường và xã hội sẽ không bàn tán gì nhiều. Vào ngày 14 tháng 4 năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó đã bất ngờ ngã bệnh tại Kiên Giang. Để trấn an dư luận, phía nhà nước Cộng sản đã thông báo là ông Trọng bị ốm, căn bệnh mà ông Trọng đã dính phải tại sao huyệt của đối thủ chính trị làm cho xã hội nghi ngờ cha con ông Nguyễn Tấn Dũng đầu độc đối thủ. Tuy nhiên, để trấn an dư luận, chính quyền vẫn phải thông báo là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bị cảm nhẹ. Nói như thế để hiểu là chính quyền thường hay dùng bệnh đột quỵ để ngụy trang cho những vụ ngã bệnh bất thường có tính chất chính trị. Và thông tin từ nội bộ tuồn ra cho biết, ông Nguyễn Phú Trọng khi đó đã bị đột quỵ nhẹ lần một. Đây là hình ảnh Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan. Ngày hôm 10 tháng 8, tờ báo Dân Trí có đăng một bài báo rất nổi tiếng có tựa đề "Một cán bộ bị đột quỵ tại nhà Bí thư tỉnh ủy tử vong tại bệnh viện". Nội dung bài báo cho biết một cán bộ thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên tới nhà Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc chơi vào ngày cuối tuần và bị đột quỵ. Ít giờ sau thì tử vong tại bệnh viện. Tờ báo cũng cho biết quan chức bị tử vong đến tên là H, 52 tuổi, quê quán ở tỉnh Nghệ An, chuyên viên phòng kinh tế thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên. Ông H cùng quê với chồng bà Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Sự việc xảy ra vào ngày Chủ nhật 7 tháng 8 vừa qua. Sau khi bị đột quỵ tại nhà Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ông H được đưa tới bệnh viện Lạc Việt cấp cứu và tử vong sau đó khoảng 2 đến 3 giờ. Anh ấy là nhân viên bình thường, không có chức vụ gì ở phòng kinh tế. Do cùng quê nên gia đình anh ấy rất thân thiết và thường xuyên qua lại với gia đình Bí thư. Nguồn tin cho hay và khẳng định thời điểm ông H tới chơi nhà Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc đang đi vắng. Nguồn tin từ tỉnh Vĩnh Phúc và Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên cho biết Công an thành phố Vĩnh Yên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và lấy ý kiến của các bên liên quan. Ông H có tiền sử bệnh lý về tim mạch. Sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc này, nhiều thành viên trong gia đình ông H đã ký vào văn bản từ chối phẫu thuật khám nghiệm tử thi của cơ quan công an. Đây là hình ảnh bài báo trên báo Dân Trí đã bị gỡ. Được biết, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã cử cán bộ kiểm sát chặt chẽ quá trình giải quyết sự việc. Công an thành phố Vĩnh Yên đã có báo cáo sự việc này với Công an tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định. Bài báo trên tờ báo Dân Trí bị rút xuống chỉ vài giờ, đăng tin, làm nhiều người nghi ngờ hơn nữa về cái chết của ông quan chức giấu tên kia. Nếu chết vì đột quỵ thì không phải gì che đậy cả, tại sao bài báo lại phải rút xuống như vậy? Có người nói, nếu báo Dân Trí không rút bài thì người ta sẽ tin ông quan chức kia đột quỵ và chết tại bệnh viện. Nhưng bài bị rút thì người dân cho rằng đấy là có tật giật mình. Lời đồn của người dân là ông quan chức tên Hát kia chết tại nhà Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Điều đang nói là Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc là phụ nữ, bà Hoàng Thị Thúy Lan, 56 tuổi, người trong khi đến thăm nhà bà là đàn ông tên là Hát, 52 tuổi. Không biết người dân nghi ngờ gì về vấn đề này mà làm báo chí đã phải đính chính. Theo một số nguồn tin từ người dân Vĩnh Phúc cho biết là ông Hát bị thượng mã phong mà chết. Thượng mã phong cũng là một dạng đột quỵ, không biết đây có phải là sự thật hay chỉ là lời nói ác độc của một số người dân nào đó mà thôi. Đây là hình ảnh báo Công an Nhân dân giấu thông tin nhà Bí thư tỉnh. Dù cái chết của ông Hát như thế nào thì việc báo Dân Trí rút bài làm cho người dân thêm nghi ngờ chứ không thể dập tan được nghi ngờ. Vấn đề này cụ thể như thế nào thì chắc người dân không bao giờ tin lời đính chính của phía nhà nước mà họ vẫn tin vào tin đồn.